Lên trên đó nhớ bỏ cái tật ham chơi, phải chăm sóc cho tía với anh hai đó biết không? Dạ con biết rồi mà má. Con còn tâm hơ tâm hất lắm, má không có yên tâm được. Phải không mình á, má theo con lên chăm sóc cho anh hai con rồi. Trời đất ơi, đồn cao su của người ta đâu phải ai muốn vô vô muốn ra ra cũng được đâu bà đòi lên. Một mình con Phượng chưa chắc gì tôi xin vô được, ở đó bà đòi theo. Tôi chỉ nói vậy thôi à, chứ có đòi thiệt đâu mà ông lo. Bà từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng thiên vị thằng Hải hơn con nhỏ. Biết cái trên đó rừng thiên nước độc, còn kêu con Phượng lên đó nữa. Trống mũi mồng rắn rít, còn cái gì nhan sắc của con gái tôi nữa. Tôi có biểu con Phượng lên trên đó ở luôn đâu mà ông sợ. Chỉ lên năm bữa nửa tháng, coi thằng Hải nó làm sao rồi trở về nói cho tôi biết thôi mà. Thì nó có bằng sao tôi đã kể cho bà nghe hết rồi, còn cái gì nữa đâu. Tôi không có tin ông được. Phượng à, con lên đó thấy làm sao á, về kể thiệt cho má nghe nghe không? Không có được giấu má giống như tía con đó. Dạ. Thôi, trời cũng trễ rồi, hai tía con đi nhanh đi cho kịp hả? À nè, có cơm nắm với lại một mớ chuối khô má gói riêng trong cái tấm nhật trình á. Có đói á thì hai tía con lấy ăn cầm dạ nghe không? Dạ. Hết chưa? Thôi trễ rồi, đi 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 đi, hai tía con đi nhanh đi. Tôi nghe bà nói không tôi cũng mỏi giò lắm rồi. Rồi đi được chưa? Đi đi đi, cũng trễ lắm rồi. Thôi 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 thôi, mày đứng đây rồi bà nói tới chiều luôn à. Đi đi, mệt quá. Má, không có con ở nhà, má đừng có ra mấy sông giặt đồ nghe chưa? Má biết rồi mà, đi đi. Tôi dặn cái gì đó có nhớ không? Rồi, tôi biết rồi mà, đi đi. Nè, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe không? Đi con. Con đi nha má. Tía đừng có lo, con không sao đâu. Tía đâu có lo cho con. Vậy chứ, tía lo cái gì vậy? Bộ tía không muốn cho con đi hả? Không có phải, tía lo là lo con đi rồi, không ai lo cho má con kìa. Bà bệnh hoạn, mùa này hay trái gió trở trời, không ai sức dầu cạo gió cho bà, tía không có an tâm. Thì ra người thiên vị là tía chứ không phải là má. Mà con thấy tía cũng ngộ thiệt á. Tía thương má như vậy, tía lo cho má, thì tía nói thẳng cho má biết đi. Lúc nào cũng làm bộ đổ qua cho con hết trơn á. Tía làm con mừng hụt hoài à. Con cứ tưởng đâu á là tía thương con nhất luôn á. Thì tía thương con mà. Tía thương con hả? Tía thương con sao? Ừ thì thương con gì, ít trong má con chút. Nhưng vẫn còn nhiều hơn thằng Hải. Tí nè, con đã giỡn thôi, chứ con á không có ganh tị với má đâu. Tí, mà con chỉ thấy ngạc nhiên á là tí thương má nhiều như vậy, mà tí không bao giờ tỏ ra ngọt ngào với má hết trơn á. Lần nào về tí với má cũng cãi nhau hết á, làm con nghe nhức hết cái lỗ tai luôn. Tí, mà con hỏi thiệt tí nha. Cái gì? Có phải hồi đó tí cứu má với anh hai xong, cái má cảm động quá rồi mới ơn tí làm chồng luôn đúng không? Phải được vậy, tao còn lại tám ông trời luôn. Lại tám ông trời hả? Là sao hả tí? Tao cũng trần ai lai khổ với má chứ sao. Trần ai lai khổ là sao hả tí? Tí kể con nghe đi. Thì trần ai lai khổ là... Thôi mày nhiều chuyện quá đi. Tí kể con nghe đi. Ê, sáng ngỡ, sáng ngỡ. Lên con, cẩn thận con chừng té đó.